Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay Nick.vn. WhatsApp 500 anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DP đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Video được 500 like, mình sẽ có động lực làm nhiều video hơn nữa. Ok, thì có rất nhiều tất cả anh em đang hỏi mình một câu hỏi chung. Đó là, anh ơi, chơi web VIP, bạn ơi, chơi web VIP, hay là chơi game hub, hay là cùi những phiên bản mod hack, cùi web VH, thì có bị khóa hay không? Thì video này là một video giải đáp cho tất cả anh em đang chơi phiên bản mod, hay là web VIP, thì có bị khóa hay không? Mình sẽ chia ra làm 4 phần trong một cái video này. Đó là 1. Phiên bản mod hack cheat web VIP có bị khóa ác hay không? 2 là feed mã captcha người chơi giả. 3 là YouTube Ngọc Rồng. 4 là sập game. Ok, chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó là web VIP hay là những phiên bản mod hack có bị khóa ác hay không. Được rồi, thì ở đây mình cá là khá nhiều anh em sau vụ admin khóa khoảng tầm 70 ác game sử dụng phiên bản mod hack cheat đều bị khóa vĩnh viễn. Và rất nhiều anh em đang lo lắng tình trạng chung là không biết nick tao có bị khóa hay không, không biết nick mình bị khóa hay không. Ngay cả đến thằng em mình nó còn sợ, nó còn vào nó xóa phiên bản mod hack đi, nó chơi phiên bản thường nhưng mà giật lác lát anh em ạ. Nó kể về mình thế thì mình bảo ok, chú cứ yên tâm, tải phiên bản web VIP về mà sử dụng không sao đâu. Admin đã có nói rõ như sau, tất cả những tài khoản sử dụng phiên bản mod hack cheat mang ảnh hưởng nặng nề tới game thì sẽ bị khóa vĩnh viễn. Còn đối với những em đang sử dụng phiên bản mod hack cheat web VIP hay là hub game game hub hay là cùi hub cùi bắp VH thì sẽ không bị sao. Không bị sao tức là sao? Tức là sử dụng phiên bản với mục đích lành mạnh, không có lợi dụng hay là làm tổn hại đến game quá nhiều. Anh em sử dụng phiên bản web VIP thì chỉ có chạy nhanh này, ok được, úp đệ tử được, auto chat được, nhưng mà mình thấy auto chat là hơi xàm quá, một số thứ khác được. Tóm lại là lôm na là sử dụng phiên bản web VIP hay là một số phiên bản mod game khác với những tính năng bình thường thì có thể sử dụng không bị sao cả, không bị khóa cả. Còn đối với những em đang sử dụng phiên bản tool mod mà làm ảnh hưởng nặng nề tới game thì mới bị khóa vĩnh viễn nha anh em. Nên ra là anh em cứ yên tâm sử dụng tải về. Mình không khuyến khích anh em tải sử dụng phiên bản mod, nhưng mà anh em nào máy cấu hình không đáp ứng đủ để chơi phiên bản gốc của game, vì mình biết là phiên bản gốc game rất lặng và giật, không thể chơi được phiên bản gốc. Nên ra là anh em cứ tải mod hay là web VIP về để sử dụng thôi. Còn phiên bản cùi bắp VH, mình không có dám khẳng định là phiên bản đó là có cái lock hay không, nhưng mà mình khuyên anh em chú ý khéo, có khả năng sẽ có hoặc không. Nên ra anh em cứ một là tải game hub, hai là web VIP về sử dụng thôi. Được rồi, nên anh em yên tâm nhá, cứ tải phiên bản mod về sử dụng, anh em chơi bình thường không sao cả. Chỉ đối với những tài khoản nào mà sử dụng mod hack mà ảnh hưởng nặng nề tới game thì mới bị khóa thôi, hoặc là bị phát hiện hay là có người tố cáo đó. Được rồi, ok nhá, yên tâm sử dụng nhá. Hai, mình sẽ đi vấn đề thứ hai là feed mã captcha, tỷ lệ người chơi giảm. Thì mình thấy khá nhiều bạn bảo là feed captcha là một cái gì đó làm game lát, người chơi giảm, anh em bỏ game. Ok, mình không thừa nhận là feed captcha là mang em game giảm thật. Đúng là công nhận người chơi giảm, nhưng mà người chơi giảm ở đây là gì? Người chơi giảm ở đây là ít trăm game hơn, ít on game hơn. Một số người úp vàng sẽ gọi là coi như là không có úp nữa. Đó, thì feed captcha là một tính năng, đó là một cái lỗi thì cần feed lại thôi. Còn một số anh em bảo là để như cũ thì thực sự là để như cũ để anh em treo game mà phá game mà. Đó, tóm lại là feed captcha là một cái đúng, mình thấy đúng. Riêng cá nhân mình là thấy feed captcha là đúng. Còn lý do tại sao feed captcha thì anh em hiểu rồi đấy. Lý do tại sao là feed captcha? Do những anh em quay video khoe tool này tool nọ, úp vàng, úp viếc, tool úp set kích hoạt thì mới bị admin khóa thôi. Mới bị admin feed lại thôi. Đó, đó là điều đương nhiên rồi. Ok, vấn đề thứ 3, YouTube Ngọc Rồng. YouTuber Ngọc Rồng. Tại sao mình nói vấn đề thứ 3 là YouTuber Ngọc Rồng?
thì anh em cũng biết là game phát triển một nhầm phần là do lượng người fan hâm mộ Dragon Ball, hoặc là những anh em quay clip Ngọc Rồng, tóm lại là vậy, gọi là những anh em YouTube Ngọc Rồng, đấy, YouTuber Ngọc Rồng. Thì mình thấy thắc mắc một số anh em lên từ YouTube, một số anh em quay video được rất nhiều người theo dõi, ok, rất nhiều người theo dõi, lên từ game, có lắm là gọi là lên từ game, đúng không? Lên từ game, nhưng mà sao anh em lại làm những cái video chửi admin này? Mình không hiểu tại sao đấy. Anh em vứt mặt phải lấy mũi chứ. Em lên từ game anh em phải tôn trọng game chứ, tôn trọng những người quản lý game chứ. Tại sao anh em lại có thể suốt ngày chửi bới nhỉ? Mình thấy một số khá nhiều bạn làm video về bóc phốt admin ăn trộm nick này trộm nick kia. Mình thật sự là chả có thằng nào nó lấy nick của các bạn cả. Chỉ có các bạn để lộ tài khoản hay mật khẩu, hay là đổi sai mật khẩu thôi thì bị mất thôi. Mình thấy rất nhiều anh em làm clip bóc phốt admin ăn trộm nick không lý do, khóa nick không lý do. Chỉ có các bạn làm việc xấu hay là các bạn làm gì đó thì mình bị khóa nick thôi. Đó là điểm đương nhiên rồi. Được rồi, đó là vấn đề thứ ba, YouTube Ngọc Rồng. Thì mình khuyên anh em nên là tôn trọng game một chút, tôn trọng admin một chút. Anh em lộ lên từ Ngọc Rồng thì anh cũng phải tôn trọng người quản lý Ngọc Rồng. Tóm lại vậy thôi. Chứ anh em suốt ngày chửi bới bóc phốt, anh em chỉ kiếm fame về mình, ok, anh em lỗi lên càng lỗi thêm. Được rồi, nhưng mà con người anh em, bản chất anh em bộc lộ trong cái những câu chửi đó. Mình là một trong những người YouTuber Ngọc Rồng đầu tiên và đi đầu trong về Ngọc Rồng. Và mình đã từng trải qua những gì và mình biết. Cái thời mình 1k sub thì chưa có kênh nào lên được khoảng 500 sub cả. Đó, anh em phải biết điều đó. Mình không nói xạo, anh em đang xem video này là mới xem video của mình thì nghĩ là mình nói xạo, người ta là anh em cùng thời hay là cùng thời theo dõi mình thì sẽ biết là thời đó sẽ như thế nào và những anh em YouTube Ngọc Rồng thời đó ra sao. Ok, vấn đề thứ tư đó là sập game lát thì phải sập rồi đúng không? Rất nhiều anh em bảo là sập game sắp sập rồi. Thật sự là không sập được, mình nói thẳng một câu là không bao sập. Còn người chơi là còn không bao sập, còn người chơi là không bao sập. Nên rằng là anh em cứ yên tâm mà chơi nhá, không lo sập đâu. Feed này nó chỉ một thời gian thôi, nó lại lặng xuống thôi. Vì hiện tại nó đang là cao trào, đang là gọi là hot trend. Và một thời gian nữa nó hết hot rồi nó sẽ chìm xuống thôi. Và game vẫn hoạt động bình thường, chả sao cả. Anh em nói gì hay đi nữa thì game nó vẫn tồn tại thôi. Còn khi nào game không có người chơi nữa thì lúc đó nó mới sập. Ok, không có người chơi nữa thì nó mới sập. Còn một số anh em bảo bỏ game, ok, anh em không chơi thì anh em xóa game bỏ đi. Mình cũng chả khuyên anh em là cố lên chơi hay là gì cả. Game chỉ là giải trí, còn anh em chú tâm vào học hành là được. Giải trí thôi, đừng có đặt nặng vấn đề là nhất thiết là phải chơi game. Hay là admin không fit thì tôi nghỉ game. Đó, bạn nghỉ thì bạn nghỉ, vẫn có người khác chơi. Chả ai cấm các bạn chơi, chả ai yêu cầu các bạn chơi cả. Đó, nên ra là game không bao giờ sập, ok. À, đừng quên nhá, mua vàng mua ngọc lên link.vn hoặc là dịchvụ.me. Rồi, video mình xin dừng tại đây thôi. Và nếu anh em thấy video hay, hãy để lại cho mình một like, một subscribe cũng như ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Trời ơi, đấm mày chết luôn. Trời đủ. Sao nó cháy lâu vậy nhỉ? Nó chói 7 đúng không? Nhìn là chói 7 anh em ạ. Má nó. Trâu quá. Này thì ha ha này. Mày ha ha đi. Đồ xanh, nó có cái gì ấy. Thật sự mình gà thật. Đích nó nói đúng sự thật luôn, mình gà vã đi luôn. Chứ nó có 500k, cùi vã, ngày xưa thì có bá đạo luôn rồi. Giờ gì, được có 500k. Cùi vã nhìn. Đấy thôi, video là dừng rồi, thất bại của chơi game đấy. Việc không chịu cái game ra là thất bại đấy anh em. Mình sẽ đi kiếm một số linh tinh. Làm một ít qua bên săn bên Ngọc Rồng Lam Mách nào. Đâu rồi, 5 ngọc đây. Xanh. Lạy chúa, năm nay còn không muốn phải thất đức. Ok, đến viên ngọc rồng 1 sao luôn anh em nha, 100k vàng.
Đâu rồi, thằng nào dưa đấy? Mày dưa à? Để biết bóng giống này. Ơ ôi, cặp ngọc rồng một, cặp ngọc rồng 5 mech đi săn mới sướng em ạ. Đấy, khi mình VIP lên rồi đi cặp ngọc rồng 5 mech đánh nó sướng hơn. 50k thì chẳng nhẽ không ăn được thằng nào bên này đúng không? Mấy anh em bên 5 mech này thì đa số ít đi săn lắm, nên là mình có thể cho thắng là mình sẽ không bị chết. Được rồi, mình sẽ cố cầm cự 2 phút nữa để xem khả năng cầm ngọc rồng 5 mech của mình sau khi úp đệ úp sư phụ với cả úp đệ tử. Xem thêm thì ấn 2 video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.